Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Minecraft. Ngày hôm qua thì mình đã phát hiện ra một cái gọi là một cái tin rất là động trời, đó là Núp và Pro không phải là hai anh em, và thằng Núp đã bị thằng Pro bắt cóc. Và các bạn đã like hơn 50.000 để cho mình ra video giải cứu cho thằng Núp. Và nếu mà các bạn muốn ngày hôm nay tập này mình giải cứu cho thằng Núp thành công thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không cầm cái điện thoại của bạn lên, bấm vào nút like để cho video này đạt được 50.000 like để mình có cái động lực giúp cho thằng Núp thoát khỏi cái nhà tù của thằng Pro. Và cũng như là ngày mai sẽ có tập Minecraft mới cho các bạn xem nha. Ok, thì bây giờ mình đang đứng rất là xa cái nhà của thằng Pro, tại vì mình sợ lúc mà mình đang nói chuyện với các bạn nè, thằng Pro nó về bắt chợt, mình không biết là chắc chắn nó sẽ bắt được mình luôn. Tại vì bây giờ mình đâu có đồ gì trong nhà đâu. Mà mình không hiểu tại sao nha các bạn. Đây mình sẽ lại nhà của thằng Pro và mình cho các bạn coi là mình không hiểu tại sao mà mình hả kêu thằng Núp quá trời luôn mà nó không nghe các bạn. Núp ơi Núp, Núp ơi Núp, Núp ơi Núp. Đó các bạn, nó không trả lời mình, hay là nó không có trong cái phòng giam này. Nhưng mà không đúng, nếu mà nó không có trong phòng giam này thì tại sao cái nhà giam này lại đóng cửa? Và đây là cái nhà giam của thằng Núp mà. Còn bên đây nè, ông Thợ Rèn ơi, ông Thợ Rèn, có nghe con không? Ông Thợ Rèn ơi, có nghe con không vậy? Thấy chưa, không ai trả lời mình hết các bạn à. Mình không biết là tại sao nữa. Ui chết, xém tí là quên rồi các bạn. Hôm qua mình có làm một bàn chế tạo nè, mà mình quên cắt vô thằng Pro mà nó về mà nó thấy là chắc chắn nó sẽ nghi ngờ liền. Ok các bạn ơi, ngày hôm qua thì mình đã đọc rất là nhiều comment của các bạn, thì các bạn đang nghi ngờ thằng Pro là kẻ bắt cóc thằng Núp đúng không, là kẻ thù của thằng Núp. Với lại á, các bạn có gợi ý cho mình, nói với mình á là anh Len ơi, anh đừng có đào xuống đất, tại vì người ta xây á là lúc nào cái nền người ta cũng xây bằng bedrock hết. Đó, bây giờ các bạn kêu mình á là hãy tìm cách để phá đi cái bức tường kim cương này, biết đâu được xung quanh cái nhà giam bedrock của thằng Pro á có những cái khe hở mình có thể đi vào đó hay sao đó. Bây giờ á thì mình không biết là làm như thế nào luôn nha các bạn. Ok, thì theo bây giờ đó là mình sẽ theo các bạn, đó là mình sẽ tìm cách phá đi những cái tường kim cương xung quanh như thế này để hạ gọi là coi như là coi là xung quanh cái này coi là có khe hở nào hay không. Đó, ok. Nhưng mà bây giờ á, đồ như thế này là mình làm sao mà có thể phá được, các bạn nghĩ đi. Đồ nè, vũ khí của mình toàn bằng gỗ không phải không? Đó, bằng gỗ. Ý trời, mưa nữa rồi. Các bạn thấy khổ chưa? Hôm qua cũng gặp mưa, bữa nay cũng gặp mưa. Bây giờ cây cúp bằng gỗ thì làm sao mà đào được kim cương, các bạn nghĩ coi. Ừ đúng rồi, nhà ông Thợ Rèn có kim cương mà. Lần nào mình tới mà mình không thấy có kim cương. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về nhà của ông Thợ Rèn để mình lấy cái kim cương để mình làm một cái cúp kim cương. Mình sẽ phá được đi những cái nhà tù, ơi những cái gọi là cái kim cương này. Ờ quên, đóng cửa lại, biết đâu được thằng Pro nó về bật chợt, nó thấy cửa mở là chắc chắn nó sẽ nghi ngờ liền. Xui xẻo thiệt luôn các bạn, tự nhiên trời lại mưa à. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng nhanh nhanh trở về nhà của ông Thợ Rèn để mình lấy kim cương cái đã. Đây, về tới nơi rồi nè, nhanh quá nhanh quá. Ok, ủa ông chú Rèn sao ông còn ở đây? Ông ơi, ông vô nhà đi ông, trời mưa rồi. Con đã phát hiện ra được là thằng Núp đã bị bắt cóc rồi ông ơi. Bây giờ là con đang hạ tìm cách để giải cứu cho thằng Núp nè ông. Ủa xin rồi bé, con về rồi hả? Con nói sao? Con đã phát hiện ra được thằng Núp đã bị thằng Pro bắt cóc rồi hả? À không không, ý ta là thằng Núp nó bị bắt cóc hả? À, con đã tìm được cái chỗ mà thằng Núp bị bắt cóc rồi. Ồ, vậy bây giờ con nhanh nhanh đi cứu thằng Núp đi. Để không không là không được đâu. Ta đứng đây đợi con nãy giờ nè mà trời mưa rồi. Thôi chắc cả bây giờ ta vô nhà đây. Bây giờ con nhanh nhanh đi cứu thằng Núp đi nha. Ta vô nhà đây để ta lấy cái máy của ta vô nhà cái đã. Rồi thôi, chúc con rồi gọi là hả? Đi cứu thằng Núp thành công nha. Ta vô nhà đây. ông chú Lan, con chưa nói xong à. Ủa sao ông đi đâu? Ông đi đâu rồi? Ông sao quái lạ vậy ta? Tự nhiên mình chưa kịp nói gì xong hết là ông bỏ đi rồi. Ông mà khoan, mình chỉ nói với ông là biết được thằng Núp bị bắt cóc, mà tại sao ông lại nói là thằng Núp bị thằng Pro bắt cóc là sao? Mình đâu có nói là thằng Pro bắt cóc thằng Núp đâu. Ơ kỳ lạ nha. Thôi kệ đi, bây giờ đừng có quan tâm nữa. Trời mưa rồi, mình phải tranh thủ lên để cứu cho thằng Núp mới được. Nhanh lên, theo lời coi. Đây rồi, thấy chưa, mình đã nói rồi. Đó, có kim cương ở đây mà, mình nhanh lắm. Ở khoan, từ, mình sẽ lấy thêm một cái cúp này nữa. Ở không, không cần đâu, mình không cần phải làm kim cương đâu các bạn. Mình chỉ cần cái cúp này thôi là mình có thể đào được kim cương rồi. Đâu có cần phải là cái cúp kim cương làm cái gì đúng không? Yes, hay quá các bạn ơi, trời hết mưa rồi. Ơi khoan, từ. Không biết là trong lúc mình đi về nhà mình lấy đồ thì thằng Pro nó đã về chưa nữa. Khoan đã, từ các bạn ơi. Chúng ta bây giờ chúng ta phải lén lút, từ bò vô thôi. Kẻo á, lỡ mà thằng Pro nó về nhà rồi á, nó mà phát hiện ra là mình không thể nào mà cứu được thằng Núp đâu. Tại vì lúc đó nó đã phòng thủ rồi, còn bây giờ nó chưa có phòng thủ nè. Bây giờ cố lên nào. Từ thôi. Không biết là sao. Ý, hình như là nó chưa về hay sao các bạn ơi. Tại vì mình thấy cửa vẫn còn đóng kìa. Khoan nữa, từ. Mình phải kiểm tra cái đã rồi mình mới dám vô các bạn. Ôi khoan, từ. Mở cửa ra. Yes, nó chưa về, yes. Rồi, ok, ok, kẹt. Đóng cửa lại. Rồi bây giờ á
là mình sẽ theo lời các bạn nha. Các bạn kêu là mình hãy đào những cái tường này ra để coi coi là bedrock, cái nhà tù bedrock có sơ hở gì không. Bây giờ mình sẽ đào ra thử nha. Trời ơi, nó xây ở đằng sau này các bạn ơi. Vậy mà các bạn kêu là hả, đào ra coi có sơ hở gì không. Nó xây luôn ở đằng sau rồi, làm sao mà được. Ui, thiệt tình luôn á. Đây, không được rồi, không đúng rồi các bạn ơi. Đây, nó vậy sao được. Ờ đúng rồi, quên, leo lên nóc nhà coi còn sao. Thưa chủ nhân, kế hoạch ngày giao cho tôi đã hoàn thành xong rồi. Tôi đã bắt cóc được thằng Nấp, nhưng mà tiêu diệt thằng Renderman thì tôi chưa hoàn thành. Bây giờ ngài có thể chỉ cho tôi tiếp theo tôi nên làm gì được hay không ạ? Tại sao bây giờ ngươi lại ở đây? Ta đã nói với ngươi rồi là sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc thằng Nấp và lão thợ rèn kia thì ngươi phải ở nhà canh chừng nhà giam, đâu có kêu ngươi là đi tìm ta. Xin lỗi ngài, vậy xin lỗi ngài, tôi bây giờ tôi không biết là làm gì tiếp theo hết. Tại vì tôi còn một nhiệm vụ mà ngài giao, đó là phải tiêu diệt được cái thằng Slenderman, nhưng tôi chưa tìm thấy nó. Bây giờ tôi mới tìm ngài để mong ngài giúp đỡ tôi tìm được tên nó để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi ngu lắm, khi nào ta muốn gặp ngươi thì ngươi mới tới đây tìm ta. Còn bây giờ ngươi hãy nhanh chóng về nhà canh cái nhà giam của ngươi đi. Ta vừa biết được một thông tin là thằng Slenderman đã phát hiện ra được ngươi chính là kẻ bắt cóc thằng em của nó và lão thợ rèn kia. Coi chừng bây giờ nó đã tìm tới nhà của ngươi và giải cứu cho hai người đó rồi đó. Bây giờ ngươi hãy về nhà nhanh lên. Nhà nó sao? Thằng Slenderman đã phát hiện ra được tôi chính là người bắt cóc thằng em của nó hả? Thôi rồi, bây giờ chính là cái cơ hội mà tôi sẽ bắt được thằng Slenderman và tiêu diệt nó. Được rồi, đó, tôi chào ngài, tôi đi đây. Bây giờ ta sẽ về nhà đợi thằng Slenderman tới và tiêu diệt nó. Lên, ok, được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đào ở trên lên. Đào ở trên đây coi có cái nào rồi. Ôi, cũng không được các bạn ơi, không có một cái lỗ hổng nào để mình chui vô hết á. Bây giờ mình không biết phải làm sao đây nè. Bây giờ, bên đây, để mình coi, mình đào bên đây coi như thế nào. Cố lên nào, cố lên, biết được mình sẽ tìm được cái gì đó thì sao. Không có một cái lỗ hổng nào ở trên đây luôn đó các bạn. Ok, cảm ơn những cái gợi ý của các bạn. Nhưng mà thực sự là thằng Pro này nó quá thông minh. Ôi, chết rồi, nó về kìa. Chứ rồi, nằm xuống, núp. Nó đang về nhà các bạn ơi, kìa các bạn nhìn kìa. Các bạn thấy đằng xa xa kìa không? Nó đang về nhà, chết rồi, bây giờ làm sao đây? Ờ đúng rồi, nhà của nó mình đâu có làm cái gì đâu. Mình đã lấp hết những cái chỗ mà mình đào rồi. Bây giờ á, nó đang về các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ, ui, nằm xuống. Kìa, nó đang về, cẩn thận các bạn ơi. Wow. Cái thằng này, ui, cẩn thận các bạn ơi, nó đang về, kìa. Mình phải núp rồi. Không được rồi. Nó đang làm gì đó? Sao nó lại không vô nhà đi? Nó làm gì vậy? Quá lạ thằng này. Từ từ. Ê, nó đi xung quanh nó kiểm tra kìa. Chết rồi. Nó đi xung quanh kiểm tra kìa. Khoan. Từ từ. Ê, nhanh. Từ từ các bạn. Từ từ. Mình đảo cái này xuống. Lẹ. Nó phát hiện ra bây giờ. Nhanh. Lắp lại. Đào lẹ. Chết rồi. Lắp lại. Ý, trời mưa rồi, hên quá. Phá cái này đi. Kẻ nó phát hiện ra bây giờ. Rồi, chạy. Trời ơi, các bạn ơi, cẩn thận quá các bạn ơi. Ôi, may quá các bạn ơi. Nó đi tới cái chỗ đó kìa, hên là mình chạy kịp. Trời ơi, xem tí là bị bắt. Ôi, các bạn thấy căng thẳng chưa? Kìa, ôi, nó nhỏ thôi các bạn. Các bạn thấy nó đang đứng ngay cái bụi cỏ không? Đó, nó kìa. Nó đang đi xung quanh nhà để nó kiểm tra đó các bạn. Trời ơi, xém tí là mình bị bắt, mình mà không phá kịp là trời ơi. Trời ơi, giờ làm sao đây các bạn? Căng thẳng quá. Ui, zombie. Ui, cái con zombie này mày phá hoại con gì? Cái con zombie này mày phá hoại tao vậy? Sao mày đánh? Ui. Ok. Đánh con zombie này, kẻo nó phát hiện ra được bây giờ. Mày nè, zombie nè, mày báo hại tao. Mày biết tao đang trốn không? Trời ơi, chết. Ê mày quá. Nó đi rồi các bạn ơi, nó đi rồi. Để mình coi nó đâu rồi, nó rồi. Từ từ đến coi nó đi đâu rồi. Đâu rồi. Kìa, nó còn đang đứng trước cửa, bây giờ làm sao để vô đây các bạn. Ê, nó vô nhà rồi các bạn ơi. Vậy là mình phải tiếp tục công việc của mình thôi. Khoan từ từ, mình coi phải nó vô nhà không cái đã. Ê, từ từ, mình nằm xuống cái đã. Mình bò lại để mình coi. Ok, rất. Ôi, nãy các bạn, ui, trời, nằm xuống. Nào nãy các bạn thấy rất là căng thẳng luôn đúng không? Rất là căng thẳng luôn. Xém tí là mình bị phát hiện rồi. Nếu mà mình không lắp cái chỗ đó lại kịp là... Ui, nó kìa. Hồi nãy mà mình không lắp cái chỗ lại kịp là nó đã phát hiện ra, nó nghi ngờ rồi. Ok, mình lại tiếp tục cái công việc mình đào mấy này thôi. Để coi là có cái lỗ hổng nào không.
Ui, không có một cái lỗ hổng nào luôn đó các bạn à. Ok, mình vẫn tin các bạn nhưng mà không có một cái lỗ hổng nào hết. Chết rồi, bên đây hồi nãy mình đào rồi, mình qua bên đây thử coi coi như thế nào. Ok, bây giờ mình đào thử bên đây coi coi, coi coi có lỗ hổng nào ở đây không. Ê, có một cái lỗ hổng kìa. Ê, ơi nấp, nấp ơi nấp, nấp ơi nấp. Anh nè, nấp ơi nấp, nấp ơi nấp. Thôi thôi thôi, nấp ơi nấp, nấp ơi anh nè. Ôi nấp ơi, em có bị làm sao không vậy nấp? Em bị giam ở đây bao lâu rồi? Thả tôi ra đi mà, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi. Ai kêu mình vậy? Ai kêu? Aslan ơi, cứu em. Ở trong này đáng sợ lắm Aslan ơi. Cứu em Aslan ơi. Mừng quá gặp anh rồi, cứu em với. Trời ơi núp ơi, anh nhớ em quá đi. Em mất tích cả tháng nay mà giờ anh mới biết đây nè. Anh mới đi cứu em nè. Ôi, mà em bình tĩnh đi, em đừng, em nói nhỏ nhỏ thôi. Cái thằng rồ nó đang đứng ở ngoài đó đó, em đừng có la lớn. Bây giờ nha, để anh tìm cách anh cứu em. Để coi coi, bây giờ làm sao đây các bạn? Làm sao để cứu thằng núp đây? À đúng rồi, có cái lỗ nè, bây giờ á em chui ra ngoài đi, em chui ra ngoài đi, anh cứu em, chui ra ngoài đi núp. Dạ em biết rồi. Ui, cái tên rồ đáng sợ lắm anh ơi. Thôi bây giờ em sẽ chui vô chỗ này, để em tí, để em nằm xuống em chui. Cố lên núp ơi, sắp được rồi, em chui ra sắp được rồi, cố lên. Sao mình kéo thằng núp ra nó cứng ngắc vậy ta? Sao cứng ngắc là không kéo ra được các bạn? Cố lên núp ơi. Ôi chết rồi, không được rồi núp ơi. Ôi trời, biết các bạn biết sao không? Thằng núp nó mập quá, nó không chui qua được cái lỗ này. Ôi em chui vô lại đi, để thằng rồi nó phát hiện á, chui vô lại đi em. Giờ làm sao đây Sen ơi? Anh ơi, anh cứu em ra khỏi đây đi Sen ơi, cứu em ra đây. Em sợ ở trong này lắm rồi. Ở đây các bạn, chết rồi, mình rối quá. Bây giờ mình không biết làm sao để cứu thằng núp nè. Chết rồi, giờ là còn cách nào nữa hay không? Chết, khoan từ từ. Ở núp, em đừng có khóc nữa, em bình tĩnh đi, em đừng có khóc nữa. Em khóc mà thằng pro nó nghe thấy, nó phát hiện rồi đó. Để anh tí nha. Anh ra đây anh coi một cái. Chết rồi, bây giờ không biết là thằng pro nó làm sao nữa. Cửa vẫn còn mở kìa. Khoan nha. Để mình coi. Kìa, các bạn thấy trong cái khe hở không? Mình thấy cái bộ giáp kim cương của thằng rồ rồi đó. Chết rồi. À, nó đang nằm ngủ các bạn ơi. Được rồi. Nó nhỏ thôi. Núp ơi. Bây giờ á, em ở đây đi. Mình đã nghĩ được một cách rồi các bạn ơi. Mình nghĩ được một cái cách này có thể giúp thằng núp rồi. Ok, bây giờ á, núp em ở đây đi. Thằng rồ nó đang ngủ rồi, nhưng mà em nói nhỏ thôi để cho nó ngủ. Anh ra đây một tí, anh quay trở lại, anh cứu em liền. Để anh ở đây tí nha, để anh ở đây. Nhưng mà trước tiên á, anh phải lắp cái chỗ này lại để cho nó đừng có phát hiện ra. Em để anh ở đây tí nha, để anh tí nha. Anh đi đây. Ok, bây giờ mình phải trở về cái ngôi làng mới của mình cái đã các bạn. Nhanh lên nào. Slen, sao anh bỏ em đi rồi? Sao anh bỏ em đi rồi? Em sợ lắm anh ơi. Anh mau quay trở lại đây nha. Đừng có bỏ em đi. Ở đây em sợ lắm đó. Slen ơi, mau trở lại cứu em nha. Nhanh lên. Mình vừa mới tìm ra được một cách để có thể cứu thằng núp rồi các bạn ơi. Mình đã quay trở về cái ngôi làng mới của mình rồi. Đợi mình một tí nha. Mình đã có cách để cứu thằng núp rồi. Bây giờ đâu rồi ta? Cái món đồ đó mình để đâu mình quên rồi, để mình suy nghĩ cái. Để đâu ta? Đúng rồi, mình để trong nhà mình chứ đâu. Trời ơi, rối quá mình quên các bạn. Bây giờ thằng núp chắc nó đang rất là sợ luôn á. Đây rồi các bạn ơi. Một cái. Còn không? Mình nhớ là hai cái lần mà. Đâu rồi? Mình nhớ là mình có hai cái này lận. Ở đâu rồi ta? Khoan, đây, hai cái lận các bạn. Thấy chưa? Rồi ok. Bây giờ thì các bạn biết cái này là cái gì không? Đây chính là cái Ender Beer. Cái này sẽ giúp cho thằng núp có thể thoát ra được khỏi cái chỗ đó. Ok, bây giờ nhanh lên nào. Mình mong là lần này mình sẽ cứu thằng núp thành công. Không biết là thằng pro nó bỏ đi chưa nữa hay là nó đang còn ngủ nữa. Bây giờ là cứ từ từ bò lại đẳng đi rồi tính. Chứ bây giờ mình không thể nào mà cứ chạy một mạch tới được. Nếu mà nó phát hiện nó nghe tiếng một cái thôi á là xác định luôn nha các bạn, xác định luôn. Cho nên là phải cẩn thận. Rồi ok, từ từ thôi. Cái gì nó cũng phải từ từ, bình tĩnh các bạn à. Ok. Rồi, hình như là nó không có nhà các bạn ơi. Nó nhỏ thôi. Ý, nó có nhà kìa. Chết rồi. Ý, quên. Nó còn ngủ. Rồi. Núp ơi, anh quay trở lại rồi nè. Hồi nãy chỗ nào ta? Hình như bên này nè. Ê, núp ơi, anh quay trở lại rồi nè. Trời ơi, may quá, em vẫn còn đây. Núp, bây giờ nè, anh có hai cái con mắt này nè. Con mắt này sẽ giúp cho em hả ra ngoài một cách dễ dàng luôn. Bây giờ anh đưa cho em hai con mắt này nha. Em gán em cầm vô. Rồi hả, em chỉ cần quăng con mắt này ra ngoài là tự nhiên em bay ra ngoài thôi. Cho nên là anh sẽ né ra cho em làm.
Rồi em cầm con mắt nó nhớ nha, quăng ra ngoài nha em, quăng ra ngoài nha. Ê, anh Lên quay trở lại rồi, trời mừng quá. Ui, giờ sao? Giờ anh kêu em là lấy cái này để ra ngoài hả? Nhưng mà ra ngoài bằng cách nào? Tại sao cái này là cái gì em không biết? Đó, bây giờ là làm theo anh nha. Em sẽ bay ra ngoài nha. Bây giờ làm sao đây? Bay ra ngoài như thế nào đây? Đập mặt chú tường rồi. Đập mặt chú tường rồi. Đau quá. Ủa sao kỳ vậy? Anh Lên kêu là phải quăng ra ngoài cái chỗ này mà mình quăng đi đâu vậy? Lại. Yeah, thoát được rồi. Anh Lên ơi, em thoát được rồi. Yes, cuối cùng thì mình cũng đã cứu được thằng Núp rồi các bạn ơi. Yeah, ôi Núp ơi, trời mừng quá. Mừng quá, cuối cùng mình đã được chạm tay vô mặt của thằng Núp rồi. Lâu lắm rồi mình mới gặp nó. Ok, đứng đây để anh tí nha. Bây giờ là trốn thoát rồi, bây giờ phải đợi làm gì nữa. Lắp cái chỗ này lại, giả bộ để cho thằng Pro nó không phát hiện. Rồi Núp ơi, anh em mình bây giờ trốn về thôi. Núp ơi, đi theo anh, trốn về nào Núp ơi. Ok, bây giờ là mình với thằng Núp đi về. Khoan từ từ, mình với thằng Núp ra đây cái đã. Chào các bạn cái đã rồi đi về. Ok, yes, thành công rồi các bạn ơi. Cứu thằng Núp được rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và các bạn thấy là mình đã cứu thằng Núp thành công rồi, cho nên là các bạn còn chần chờ gì nữa mà không cầm điện thoại lên, nhấc cánh tay của các bạn, bấm vào nút like để cho video này đạt được 50.000 like để chúc mừng đã cứu được thằng Núp rồi. Cùng với đó là để ngày mai còn có tập Minecraft mới cho các bạn xem nữa. Ok, và cảm ơn các bạn xem. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình 50.000 like, cùng với đó là share quảng cáo và bấm vô quảng cáo để ủng hộ mình và thằng Núp nha các bạn. Coi như đó là một cái lời chúc mừng của các bạn khi mà các bạn bấm vô quảng cáo để ủng hộ mình. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn sau nha. Nhớ 50.000 like nha các bạn. Bye bye.